Giờ mình cũng tới chỗ nha cả nhà. Câu thứ là sao? Chỗ này thì mình chưa ghé vô đây là câu lần nào nha. Hôm nay ghé vô đây thử câu thử coi nó sao nha cả nhà. Chút. Hy vọng là nó sẽ dính ok nha. Tại chỗ này mình lúc trước mình câu cá nhỏ rất là nhiều nha cả nhà. Bởi vì mình đã không có ghé vô đây câu. Mày ghé vào đây câu thử rồi. Trong này cạn quá không, nó không ghẻ thì mình ra sâu chút xíu nha cả nhà. Này nước khoảng còn nửa tiếng tiếng nữa là bắt đầu rồng nha, bắt đầu lớn nha cả nhà. Đây này nước nó đang chảy xiết nè. Xiết được chút xíu nữa lớn nè. Nửa tiếng tiếng nữa là bắt đầu nước nó bắt đầu lớn nè. Luôn này các bạn. Còn cá gì nữa kìa dưới. Đẩy xuống ghế kịch kịch mà tiêu luôn trời. Cá nó có gì xác gì chạy dí gì mà
không dính quý. Trời, cá với bọc trời, cái bọc quá kỳ vậy. Rồi vô trong cạn chút nha cả nhà. Trời ơi trời, đứt luôn trời, dính vô gì với Quy. Đau lòng nha Quy. Yes.
Nha cả nhà, câu dập dập như bến đi xa, giờ cũng nắng quá, nắng dập đi view về.